Đây, đã hiện đây, rất đầy đủ và chính xác rồi. Hello. Welcome các bạn quay trở lại khóa học Angular 13 .NET Core API SQL Server 2022. Bài 14. Ở bài này thì chúng ta sẽ clone ra danh sách món ăn. Và trước thì chúng ta đã thêm sửa xóa xem xong cái thực đơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem món ăn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ copy thư viện ở danh sách thực đơn component.ts. Sau đấy chúng ta sẽ copy nguyên phần hàm bên trong. Đây, tôi sẽ copy từ đây trước đã. Rồi. Tiếp đến là những cái này. Mình sẽ copy nguyên tất cả những cái bên trong. Đè lên trong này. Phần copy paste này có vẻ đơn giản thôi. Các bạn sẽ cố tự thực hành những phần thêm sửa xóa tiếp theo nhé. Và nếu có vấn đề thì hãy hỏi tôi ở trong phần comment hoặc chat cho tôi ở Facebook Hàn Quá Nhanh. Tôi sẽ cố gắng giải đáp câu hỏi của các bạn. Sau khi copy xong thì chúng ta sẽ thêm cột. Chúng ta sẽ thử chạy lại API và xem có những cột gì. Đây có 5 cột tất cả. Chúng ta sẽ vẽ ra các cột của danh sách thôi. Đây sẽ là mã món ăn này. Thực ra phần món ăn này không khác gì mấy so với thực đơn, nhưng mà sẽ có một số phần nâng cao hơn. Chúng ta cùng thực hành và tìm hiểu nhé. Mã món ăn này, tên món ăn. Đó, còn hai cột là thực đơn và ngày tạo nữa. Tôi sẽ copy hai thẻ TH và paste xuống, thay đổi tên thực đơn. Đọc thực đơn không phải là thức ăn. Và ngày tạo tùy chọn thì tôi vẫn giữ nguyên. Còn phần hình ảnh thì chúng ta sẽ thảo luận và thực hành ở những bài sau. Phần thêm hình ảnh cho món ăn sẽ là một phần vô cùng khác biệt so với danh sách thực đơn. Tiếp đến thì tôi sẽ gọi phần binding dữ liệu ở phía dưới. Rất đơn giản đúng không các bạn? Chúng ta chỉ cần clone lại ở phía thực đơn thế là xong. Chúng ta hãy cùng kiểm tra. Chúng ta chưa gọi đến HTML danh sách món ăn này. Đây, chúng ta sẽ gọi lại app ds món ăn. Rồi, như vậy là đã gọi xong. Chúng ta hãy cùng kiểm tra lại món ăn. À, service của chúng ta vẫn chưa thay đổi. Nên là nó đang gọi list thực đơn có 5 bản ghi. Đây, chúng ta sẽ đổi lại thành ds món ăn. Theo tôi thấy thì những đây đã hiện đây, rất đầy đủ và chính xác rồi. Theo tôi thấy thì những cái gì tên hàm, ví dụ như tải lại danh sách thực đơn như thế này, thì chúng ta không cần đổi tên, đổi lại nhiều khi lỗi, chúng ta đổi những phần giao diện thôi. Còn các bạn có muốn đổi để code dễ hiểu thì tùy các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để
theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.